Tuấn Cương quay lại xin chào hết quý khách hàng đang theo dõi livestream trực tiếp của Tuấn Cương trên kênh YouTube Xe Máy Tuấn Cương, cũng như quý khách hàng đang theo dõi livestream trực tiếp trên Facebook cá nhân Tuấn Cương và Facebook Xe Máy Giá Rẻ Hồ Chí Minh. Hôm nay Tuấn Cương mới lấy một con Vespa GTS Super đăng ký 2019, 150 phân khối. Các bạn nên nhớ cái mẫu 125 này, 300 thì rất nhiều, nhưng cái bản hôm nay Tuấn Cương lấy được một con bản 150 rất là hiếm, màu trắng, động cơ IZ, sở hữu thắng ABS và có 3 dây tắt máy. Rồi đây này, cái tem là đằng trước là 150 này. Đấy, dòng nào là 125 thì đề 125 và 150 thì dán 150 ABS. Và đồng thời là có 3 dây tắt máy này, cổng sạc điện thoại này. Và đặc biệt dòng xe này là có cả remote. Đây mình sẽ tháo cái khóa này ra, mình thử cho các bạn cái remote của cái dòng xe 150 phân khối này. Thì chỉ các cái dòng mà từ cuối 2017 này, 18, 19 trở về đây, nó là động cơ IZ và cái dòng GTS mới có cái remote này. Thì cái remote này nó có tác dụng thứ nhất là mở yên, thứ hai là tìm xe, định vị xe. Đó, và hai nữa là cái tem của cái thằng GTS 150 này thì nó cũng đơn giản hơn là cái dòng trước. Đây là một con xe 2019. Đấy, cái tem ở cổ mình quay nó hơi bị bóng chút, nhưng mà nó đề ở cổ là sản xuất năm 2019. Con này là biển Thủ Đức, chính chủ, một đời chủ duy nhất. Thì con này đã làm cái thủ tục giấy tờ về bên Tuấn Cương rồi. Thì bất cứ khách hàng nào có nhu cầu thì Tuấn Cương sẽ ra công chứng ủy quyền hoặc công chứng mua bán về để ra tên đều được hết. Và đây là mình sẽ đi chi tiết về cái độ mới của nó. Trước tiên là mình sẽ bật công tơ mét lên và đồng thời nhìn công tơ mét hiển thị là một con số rất đẹp, 959 km. Đấy, một con xe 959 km nó mới cỡ nào để các bạn theo dõi hết cái clip này mình sẽ giới thiệu cho các bạn để các bạn so sánh với các cái xe đi nhiều. Trước tiên là cái xe mới thì những cái lớp bảo vệ giấy bóng của cái tem á, những cái tem nhôm nó hay bị cháy xước thì nó hay có những cái lớp bảo vệ như này. Và những cái xe mà rửa nhiều, độ khoảng vài nhiều lần á là nó sẽ bay mất rồi. Cái thứ hai nữa là cái gầm. Đấy, mình quay thật kỹ cái gầm cho các bạn nhìn, từ cái gầm lên đến tận cái ốc tán, rồi là mọi thứ như cục láp hay là cái độ mới của nó, từ những cái dấu sơn trong cục láp, những cái dấu của nhà máy, cục phanh, tất cả các bạn nhìn. Nay mình quay chi tiết cho các bạn để các bạn có thể biết được độ mới của cái xe thông qua những cái chi tiết nhỏ nhất và đồng thời khó xem nhất như những cái mình sẽ giới thiệu các bạn. Đấy, đây là cái cục nút để cho nó xả thừa đấy, nhưng mà nó còn trắng. Đấy, còn đây là cái gầm. Đây, mình sẽ quay chi tiết về cái phần động cơ. Rồi, bây giờ mình chỉ các bạn về cái phần thắng ABS. Trước tiên là cái thắng ABS thì nó sẽ có cái vành để nhận từ ABS. Mỗi lần mình thắng nó sẽ hoạt động. Và để kiểm tra cái độ mới của cái xe thì mình có thể mình kiểm tra phần đĩa và mình sờ tay vào cái đĩa, nó mòn ít hay mòn nhiều, nó gờ nhiều ấy, là cái xe chạy nhiều. Còn cái này là nó xe này nó đi có 900 cây, nó rất là mới. Đấy, là động cơ IZ thắng ABS. Xong, bây giờ mình sẽ quay sang bên phần này, mình giới thiệu cho các bạn về cái độ mới về cái phần bô. Một con xe đi nhiều đi ít, các bạn có thể nhìn cổ bô này, những cái ốc bắt bô này chưa có tháo, vẫn còn vết sơn đánh dấu của nhà máy. Đó, nước sơn mà bóng như thế này, bóng loáng luôn, thì là một con xe mới. Những cái ốc bắt cái mâm đằng trước này, các bạn lưu ý cái mâm đằng trước này là nó bằng cái ốc lục giác. Đấy, mình quay gần gần vào tí. Đó, nó gần.
thì là cái ốc này nó vẫn còn nguyên cái dấu của nhà máy. Rồi, cái trước nữa là cái phần mới của cái vỏ, là các bạn nhìn cái vỏ cái xe này mình chưa rửa đâu nhá. Rửa nó sẽ đẹp lắm, nhưng mà đặc biệt cái thằng này nó không có cái ta lông, cái râu như kiểu cái thằng Honda. Nhưng mà cái độ mới của nó các bạn có thể nhìn ở trên cái vỏ, nó còn nguyên cái vạch đỏ vừa rồi đấy, mình quay qua mất rồi, cái vạch đỏ. Và cái đồng thời cái quan trọng nữa là cái cổ bô. Cổ bô mà đi nhiều nó sẽ thâm và cháy. Còn cái cổ bô này là nó vẫn còn cái ánh vàng của cái chất liệu bằng sắt của cái cổ bô. Đấy, các cái ốc tán bát bô rồi bát bô rồi các cái ốc trong máy là còn zin hết từ A đến Z. Đấy. Nước sơn bóng loáng và cái phần yên của nó chưa có cái vết ngồi nhiều. Nó là da với cả mút cho nên cái ngồi nhiều nó sẽ nhăn lại, các bạn nhìn tinh là sẽ thấy. Đây mình quay chi tiết tổng thành xa ra một chút để cho các bạn coi. Đó. Từ nước sơn này, rồi là pha đèn này. Tất cả các cái góc cạnh một con xe đi ít là nó gần như mới 99,9%. Và con này Tuấn Cương bán rẻ hơn so với xe mới là 30 triệu. Các bạn cứ tham khảo xe mới bao nhiêu mình sẽ bán rẻ so với xe mới là 30 triệu. Về sang tên mất có hơn 1 triệu nữa là được sở hữu chính chủ, không mất thời gian bơm biển. Đấy, cái yên phẳng led. Rồi, đây bây giờ mình quay phần bên ngoài và các cái hình thức bên ngoài và giới thiệu cái độ mới của xe rồi, thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào bên trong cái phần động cơ. Thì trước tiên như con này các bạn đã biết là cái dòng xe này là nó rất là mới, và đồng thời là nó chỉ dành cho những người mà đam mê, bởi vì nó rất là nặng. Đấy là các bạn nữ đôi khi là cũng thích đấy, bạn nào cao là thích. Cho nên là như con này ấy, mình giới thiệu đây, mới là mới từ cái phần ngoài rồi. Bây giờ vào phần trong này, các để ý các cái đấy, các cái ốc tán ở bên phần đồ nhựa, cái cốp của nó ấy, đấy, là nó chưa có bị tháo lắp, nhất là những cái ốc ở cái bản lề yên cũng thế, chưa có vết có lốt gì. Và đây mình sẽ bỏ cái ốc này ra. Cái thằng này nó rất là hay, khi kiểm tra nó rất là dễ, là nó có cái cốp rời, mình bỏ ra ngoài mình có thể kiểm tra nhìn rõ tổng thành bên trong máy móc bên trong. Đây là một con xe đi 959 cây là các bạn này. Cái phần đầu bò đấy là cũng là ốc lục giác, không có vết. Và để mà tháo cái đầu bò để gọi là hay là hỏi là rớt đầu chưa, là mình để ý là ngoài cái đó ra mình còn nhìn cái độ các cái ốc của cái phần bên ngoài, như kiểu ốc bắt bầu lọc gió này, ốc bốc bắt ốc bắt cái cổ hút này, ốc bắt cái phần bơm xăng này, nó có lốt là tháo ra là chắc chắn là có vấn đề mới phải động đến những cái ốc đấy, mà là rớt đầu mới cần tháo những cái này ra mới rớt được đầu. Cho nên là mình chỉ cần kiểm tra mấy cái bên ngoài này. Đây các bạn nhìn này, tất cả nó còn nguyên dấu hết của nhà máy. Đấy, cho nên là cái xe này khẳng định một điều là nó mới thì không thể nói được, nhưng mà những cái con xe mà đi nhiều ấy, thì mình cũng kiểm tra từ đây, mình kiểm tra lấy cái mốc là mình kiểm tra như vậy để mình kiểm tra những cái con xe khác đi nhiều 10.000 20.000 là chứng tỏ một con xe chưa ngập nước, chưa trẻ máy. Và như con xe này thì là đăng ký và mua 2019, cho nên là nó còn 24 tháng bảo hành nữa. Thì trong cái bảo hành này thì nó bảo hành tới 3 năm của hãng. Nhưng mà mình cái chủ này họ xài 1 năm rồi. Và cái chủ xe này ngày xưa người ta mua ở công ty Công Thành, và người ta mua là ngày 12 tháng 7 năm 2019. Đó, 12 tháng 7 năm 2019. Và trong cái sổ bảo hành này thì mình không nhầm thì nó được 12 lần, 12 lần bảo hành bảo dưỡng miễn phí ở hãng. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem họ đã bảo hành và thay dầu được mấy lần. Thì đây, ở đây là mình thấy mà hai cái phiếu, một cái phiếu thay dầu một lần đầu và cái kiểm tra. Cái phiếu kiểm tra lần đầu là xe này là người ta đã ra, cái khách hàng cũ người ta đã kiểm tra một lần rồi. Đấy mình sẽ một tay cầm cái máy quay, một tay điều chỉnh máy và một tay cầm mở cái này, nó hơi bị các bạn thông cảm. Cái
mà mở hộ cái cầm cái remote này điều khiển cái máy mà nó vướng. Là mình sẽ mở là cái số lần được bảo hành tại hãng cho quý vị. Đợi một chút, mở cái này hơi khó bởi vì tay mình vừa quay vừa điều khiển máy vừa làm mọi thứ. Đấy, có nghĩa là từ đầu đến cuối là nó được bảo hành tới 12 lần. Thì tất cả những cái lần bảo hành trước ấy, đây, lần 1 này, cái trang đầu tiên là lần 1, lần 2, lần 3, thì 3 cái lần này là 1.000 cây phải bảo hành một lần. Là nó đề là 3 lần trong một trang, mỗi là nó đề tổng thành là 3.000 km. Đó, thì lần 2, lần 3 là chưa xài và mới xài có lần 1. Mà lần 1 là người ta mang ra lúc là 442 km. Mà bây giờ là 9, thì có thể bây giờ mua về cái là các bạn mang ra kiểm tra lần thứ 2 được. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ mang ra, ai mà sử dụng cái xe này tiếp theo, sở hữu tiếp theo thì sẽ mang ra hãng và kiểm tra từ đó. Rồi, thì đến đây thì tôi xin kết thúc cái chương trình ở đây và kết thúc live stream ở đây. Xin quý khách hàng yêu quý ấn like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Cương. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.